Sau vụ xuất hiện 4 con chuột túi ở huyện Thạch An, Cao Bằng, ngày 25 tháng 11, mạng xã hội tiếp tục lan truyền hình ảnh hai con lạc đà, được cho là ở huyện Bảo Lạc, Cao Bằng. Tối ngày 25 tháng 11, ông Đàm Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Trường xác nhận địa bàn xã có hai con lạc đà này. Cụ thể, hai con lạc đà này được đồn biên phòng Xuân Trường phát hiện từ khoảng tháng 3 năm 2023, nhưng đến nay vẫn không ai đến nhận. Hàng ngày, chúng được thả ra môi trường tự nhiên để ăn cỏ và có người trông coi. Trước đó, báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11, người dân và cơ quan chức năng ở xã Đức Long, huyện Thạch An phát hiện, bắt được lần lượt 4 con chuột túi giống loài wallaby ở Australia, giao cho cơ quan kiểm lâm. Ông Nguyễn Hữu Thiện, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm cho biết, những cá thể chuột túi này bị các đối tượng buôn lậu vứt lại khi bị lực lượng chức năng truy đuổi. Hiện 4 con chuột túi được nuôi và bảo vệ tại Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Hoàng Liên thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai, có sức khỏe tốt, ăn uống bình thường, đang dần thích nghi với điều kiện khí hậu Sapa, Lào Cai.